Ngày hôm nay mình đang chuẩn bị xây mồi ngũ cốc cho các bạn, để cho kịp ngày mai để gửi cái hàng cho các bạn. Thì vì dạo này các bạn cũng có đặt hàng của mình nhiều quá về cái mồi ngũ cốc, và mấy ngày nay mình bị tan về cái tiền bạc nên mình chưa có làm được. Nên đó hôm nay mình sẽ bắt đầu ra và sẽ gửi cho các bạn nha. Đây là mồi ngũ cốc nha các bạn, nó hơi rung các bạn cảm nha. Đây là mồi ngũ cốc, đây là bắp nè, bắp 74 nè, rang vàng, rang thơm, thơm lắm các bạn nè. Đây 2 kg bắp 74 nha các bạn. Còn đây ở trong này có 2 kg đậu phộng mà. Rồi 2 kg đậu xanh. Rồi gạo nếp. Mè với lại đậu nành. Đó, đậu nành nè. Đó. Rất nhiều nguyên liệu các bạn. Đó. Sẽ đổ hết vô trong cái thau bự này luôn. Đó. Xịt trộn lên thôi. Xong rồi đó các bạn, bây giờ chỉ việc là xây thôi. We'll be right back.
Ok nha các bạn, mình đã xay được 4 gói mồi ngũ cốc như thế này, và một gói như thế này là có 2 kg nha các bạn. Đó. Thôi bây giờ trời cũng đang chuyển mưa rồi, mình chuẩn bị đi ngủ nha các bạn. Thôi các bạn đã xem nha. Các bạn đừng quên like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ câu cá đam mê nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nha.